Nào hãy cho một chiếc vũ đạo nào. Đây là vũ đạo của em không đàn hả? Tập đi. Vô. Ủa là tập hay không tập? Tiết mục này là sao chị chưa hiểu? Này là mẫu hướng của dancer, họ bắt em vào nhảy. Ôi quà. Nét mặt đau khổ. Không biết rằng tiết mục nào luôn á. Hai cái nhóm vũ đạo không có liên quan gì nhau hết luôn á. Lên cùng chào đạo thằng em ngưng. Bước qua này. Lên nước rồi. Chị xù mà người nói là vàng mà phải nói là làm. Bởi vì nhất vô là quân tử. Ông ngoài ngang dọc, tư vấn chung kết trăm và hỏa trí đang bầu thành. Giờ thì khác tổ chiều dân siêu rác thở nhiều năm vậy là đủ. Cảm thấy an lòng, đỗ trời để anh bàn chân đạp đất. Mẹ trao cho tôi cặp mắt, để có những cuộc đời để anh được chân thật nhất. Đôi ta nghe âm nhạc chất, đầu đỗ trời để anh bàn chân đạp đất. Đời tao đã tự sắp đặt tất cả, đầu đỗ trời để anh bàn chân đạp đất. Mọi người đỗ trời dùng đem đến âm nhạc chất. Từ xem YouTube là mày thấy là khó. Anh biết cảm giác của những giây phút từ sau cái gặp khó. Anh biết cảm xúc của mày khi mà xung quanh mày làm bao nhiêu bực tức của mày. Để dù hôm nay là lúc mà tao đốt cháy tất cả. Mày đưa ra một đường để gác ôn thôi. Mày đâu biết còn trở về nhà trong những cái xác vô hộ. Mày đâu biết là có những cảm giác cô đơn. Tất cả chỉ còn là thành ra giết những cái xác xôn cô. Cảm ơn những ai đã ở đó khi tao ra được một mắt. Cảm ơn những người chạy đến vô vai khi mà tao còn ở dốc. Cảm ơn những ai sẽ không biết tăng mà tao trở về đất. Cảm ơn những người anh em đã bên không rời nửa bước. Khi mà đô thị, nếu một tác nổ đô thị, tự nhiên sẽ đi ra cái nào những cái thằng nó cầm cái bút hay là vở cô đi. Không, lại đầu hình cô te lại. Sao? Gì vậy chị? Chị muốn cận cảnh. Có gì đâu. Sợ. Rap Việt 20 giờ thứ bảy trên kênh Vi Giải Trí. Mua ngay bộ sưu tập V Shop có cơ hội nhận ngay 150 vé chung kết duy nhất của Rap Việt. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu độc quyền trên Vion. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion.